em chưa chuẩn bị tinh thần câu hỏi nào hết. Nói gì em cũng nói theo để mà tạo những cái niềm vui. Mà đi Phết vui lắm, mình đi mình thích đi chơi với người nào mà không có bị stress, vui tính và rất dễ thương. Mỹ Tâm chính thức thừa nhận hẹn hò Mai Tài Phến. Sau hơn một năm lộ ảnh hẹn hò, cuối cùng Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng xác nhận. Từ sau những lần hợp tác cùng nhau, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Rất nhiều thông tin đề cập đến chuyện hẹn hò của cả hai, nhưng Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đều lựa chọn im lặng. Cách đây hơn một năm, loạt ảnh hẹn hò của cả hai bất ngờ được công bố khiến nhiều người càng tin chắc hơn về mối quan hệ đặc biệt của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Tuy nhiên trước những thông tin này, cả hai vẫn tiếp tục không xác nhận chuyện hẹn hò. Mới đây trong bài phỏng vấn với truyền thông, Mỹ Tâm đã chính thức xác nhận chuyện hẹn hò với Mai Tài Phến. Nữ ca sĩ cho biết sự hiền lành, dễ thương và chu đáo của Mai Tài Phến đã khiến cô rung động. Trước đó Mỹ Tâm cũng từng tiết lộ, chúng tôi đi chung với nhau ngoài mà. Mai Tài Phến là người dễ thương, tôi đi chung thấy vui lắm, phần nào giảm bớt stress trong công việc. Mai Tài Phến sinh năm 1991, kém Mỹ Tâm 10 tuổi, quê ở Bạc Liêu, từng đăng quang cuộc thi gương mặt điện ảnh năm 2017. Mai Tài Phến bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Tên tuổi Mai Tài Phến một lần nữa được hâm nóng khi làm việc cùng với Mỹ Tâm. Anh đóng MV Đừng Hỏi Em và phim Trợ Lý Của Anh cùng đàn chị hơn 10 tuổi. Cũng từ đây những tin đồn về chuyện yêu đương của cả hai bắt đầu xuất hiện. Xin chúc mừng cặp đôi mới của showbiz Việt.